Hello hello, em xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục là một video mình đang thi công ở cái công trình làm ở bờ kè sông Lô đây anh em nhá. Thì hiện tại thì bây giờ mình đã chuyển máy về đây và hiện tại đang làm hoàn thiện nốt cái phần mặt bằng cũng như là để san sơ qua để cho các cô đi dùng cỏ anh em nhá. Thì cái mặt bằng người ta cái anh kỹ thuật anh ấy yêu cầu ấy thì nó là bằng cái nền bê tông này anh em nhá. Và vuốt nó ngang sang. Đó thì cái đất màu này mình xúc thì lúc ở phía đằng đầu kia thì nó lại có một lẫn một ít gạch ít đá, thì cho nên là cái này thì sẽ sau này sẽ phải nhờ thủ công để người ta nhặt những cái viên gạch đá nó đi xong là người ta dùng cỏ các bác nhá. Đó thì ở những cái video trước thì mình có làm xúc đất lên xe để trở về những cái ô này. Đó. Ở phía kia là cầu Nông Tiến anh em nhá, và cái hôm mình xúc đất ở video trước thì là nó ở phía bên kia cầu đấy, bây giờ mình đã sang cái vế bên này rồi. Thì bây giờ mình sẽ thi công từ cái chỗ máy này của mình ra. Lúc nãy thì mình làm từ đây ra anh em nhé. Thì do là cái đường bê tông này thì cái cốt của nó là cũng không được bằng. Có chỗ này thì nó cao này, ra đoạn này lại võng này, đoạn kia lại cao này. Cho nên là bây giờ mình cứ lấy cái mốc của nó là bằng cái mép này là mình san ra thôi. Đó. Ra đến cái chỗ này thì nó lại còn có một cái bờ hành lang ở đây để đi xuống sông anh em, đi xuống phía dưới này. Ở hai đầu này nó đều thế. Ở bên kia thì không có bậc thang đâu. Nhưng mà bên này thì có bậc thang anh em nhé. Đây này, chỗ này thì có bậc thang nhưng mà các bác ấy vứt cái đất màu xuống đây. Và cái đường này bây giờ không có đi nữa đâu. Ở phía này có cái nhà nó nổi ngày xưa là nó là nhà bè nhưng mà bây giờ nước sông nó trôi ra tít ngoài kia, nhà nổi ở trên mặt đất đây này. Còn cái nhà này, cái thuyền này nó là nhà hàng các bác nhỉ, nhà hàng bến sông xưa này. Đấy, người ta làm để người ta gọi là làm những cái bàn ăn ở phía bên trên kia, còn ở phía dưới là phòng VIP với các bác dạng kiểu thế. Đó thì cái chỗ này thì bây giờ là mình không phải xử lý đến này, bây giờ chỗ này thì mình chỉ san bằng ra thôi. Đó thì ở phía trong kia thì vẫn lấy bằng mép kia anh em nhé, cho nó hơi dốc ra đây. Ok, hôm nay tiếp tục là mình sẽ đội nó ở trên đầu. Đấy, cái chỗ này thì lúc nãy xe đổ đất vào đây thì mình đã ủi một đường đi rồi, đến lúc mình chỉ gạt ra thôi, gạt ra kia nữa là ok. Mình sẽ lên thi công anh em nhé. Chỗ này thì nó sẽ có một cái đường nước thoát đây này. Đây này, có một cái đường nước thoát vào cái góc của cái bờ lan can này, cho nên là chỗ này mình chỉ làm bằng này đây anh em nhé. Để cho nó thấp hơn, sau này nước nó sẽ dồn hết về đây để nó mới dốc đi được. Còn ra cái đầu phía bên ngoài này thì mình sẽ làm cho nó cao hơn một chút. Chỗ này thì là nước thoát cho nên là mình chỉ làm nó đến đây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lùi lại nhá. Cái chỗ này là đất nó dạng kiểu đất pha cát anh em ạ. Nói chung là cái này thì mình thấy là cỏ dại nó mọc còn tốt hơn cả là cỏ ấy. Đất nó không hiểu sao nó phù hợp với cái cây cỏ dại thế. Bên cạnh cái mép này thì nó có một cái bờ móng đá, vì vậy là mình chỉ làm đến cái bờ đấy thôi. Còn cái đất ở phía bên trên kia thì cái răng của mình không cào đến được, sau này sẽ cho các cô thủ công đến để các cô lấy ra, các cô xử lý. Đây, cái này thì mình cứ san tương đối nó ra nhá. Cái cây kia thì để lại các bác nhá. Cái cây đó thì cái bác ở dưới cái nhà bè này, bác ấy bảo là để lại cho bác ấy để bác ấy làm bóng mát. Cái đất, cái cây này nó mọc khả năng là cái chỗ này người ta đắp đất lên cũng lâu rồi. Cái rễ mình thấy nó nổi hết ở phía bên trên mặt này. Ở phía ngoài này thì cái đất của nó là mình đã lúc trước mình bóc cái những cái viên gạch mà nó hình lục giác hay bát giác anh em. Thì những viên gạch như kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nó là lục giác anh em nhé. Viên gạch đó là viên gạch lục giác. Còn những cái viên đá này này, sau này là sẽ để cho các cô công nhân khi mà dồng cỏ là các cô ấy sẽ dùng xe rùa để các cô đủ đi. Bây giờ mình lọc cũng được thôi nhưng với điều kiện là cái số lượng nó ít anh em nhá. Còn số lượng nó nhiều như kiểu bây giờ thì mình sẽ không thể lọc được. Có những chỗ thì nó có thể 3-4 viên. Còn nếu mà dồn về thì cũng được, mình dồn về một chỗ thì cũng được. Nhưng mà cái làm như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian luôn. Còn cả cái tuyến của mình thì nó sẽ chạy ra tít phía ngoài kia anh em nhá. Đây, tranh thủ là san luôn cái này. Cứ
lấy bằng cái mép của cái bờ bê tông kia đâu. Xong bắt đầu mình sàn cái này ra để mình đi lại nó dễ này. Ra đến đây thì mình đứng ở giữa này mình sẽ gạt được cả hai bên luôn. Bấm chỗ nó mắc cái đá rất là khó. Phía bên trên này nó có một cái dây nước anh em nhá. Còn cái đá nó ra cái chỗ góc thấp thấp này. Đứng ở cái bệ máy của mình nó không bằng ấy, làm là mình nó sẽ không được đẹp như kiểu là mình đứng ở cái bệ máy bằng đâu, cho nên anh em phải để ý một chút. Cái phần bệ máy của mình hiện tại bây giờ nó đang bị dốc, có chỗ nó dốc xuống. Chính vì vậy là mình cái mắt của mình nhìn đó, mình thấy chỗ nào nó chưa được bằng thì mình sẽ xử lý luôn. Đó. Cái này mình sẽ moi một cái lỗ đây để chôn những cái viên đá này anh em nhé. Chôn những cái viên đá này. Bởi vì là mang lên thì nhặt không được thì nhưng mà gạt thì lại được. Đấy, mình gạt cái này thoải mái luôn này. Xong là phủ với lớp đất pha cát này này. Đấy, như vậy là mình cũng đã giải quyết được cái vấn đề đó là cái đá nó nổi ở trên mặt anh em nhé. Còn lại bao nhiêu thì sau này sẽ để xử lý sau thôi. Như cái đất này người ta còn bón phân rồi người ta cấy cỏ làm rất là mất rất là nhiều công đoạn luôn. Nó mới nên được một cái rừng cỏ xanh tươi ấy. Đấy, cái này cứ gạt ra. Cứ lấy cái mép bê tông đi làm cái cằn. Đỗ lên cái phía trên này thì nó bằng hơn, làm dễ hơn anh em. Đấy cái nó hơi dốc, làm nó nghiêng quá, làm nó không nhìn. Cái này mình sẽ ở đây mình quay chiều này cho nó ấy đây. Đây thì nó bị thiếu đất. Đây, chỗ này mò cho một lỗ nữa, chôn hai cái hòn đá này. Đấy, cái này thì mình gạt luôn ở cái chiều ngang này, mình đỡ phải đi lại nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ lùi lại nhá. Để lên một chút. Nói chung là làm những cái công trình nó có cái công trình nó có cái phần mặt bằng hay là làm những cái nó
liên quan đến công ty thì mình có làm cho nó tương đối một chút anh em nhé, còn làm cho người thân thì nó phụ thuộc thôi. Ví dụ như làm vườn hay san làm đổ bê tông thì mình sẽ phải làm chuẩn, nhưng mà nó tùy từng trường hợp. Có những cái thì cần phải làm chuẩn, có những cái thì không cần. Anh em đi làm cứ tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ bảo là công trình nào cũng phải làm đẹp thì thật ra là nó không phải. Có những công trình như mình đi làm dân ấy, kể cả là đi xới đồi đấy thôi, mình làm nó cũng tương đối thôi. Bởi vì là xới đồi thì sau này là nó là thuận theo tự nhiên rồi. Nắng mưa thì chỉ cần nó không trũng là được thôi. Còn đào ao thì các bác là đắp bờ biết là phải đẹp. Thứ nhất là bờ người ta có đổ bê tông hay không. Nếu mà bờ đổ bê tông thì làm phải đẹp, để người ta là đổ bê tông người ta cho đỡ bị âm bê tông. Bên cái bờ ấy này nó có một cái lớp đất này, bờ của cái móng lan can. Đấy, cây kia nó là cây bàng anh em nhé. Cây này chắc cũng được vài năm tuổi rồi, thấy nó cũng khá là to rồi. Nên là cái mặt bằng nó đã có sẵn rồi, nó bằng rồi, nên bây giờ mình đi gạt thôi. Nó lên đảo không có hòn đá nào không? Có đá thì mình sẽ múc nó đi. Đấy. Chú mặc áo trắng trắng đi xe đạp điện đây là chú kỹ thuật anh em nhé. Gọi là đi quản lý. Vừa đi ăn sáng về đấy. Đất lên cái mặt bê tông, sợ sau này nó nhiều quá các bác đi quét nó lại mất công. Sát cái mép này.
đây nó là cái chỗ phần này nó là đất màu. Đất màu thì nó mang đi dòng hoa thì cũng rất là phù hợp luôn. Cái này thì nó có một ít cái rễ của cái cây trứng cá ấy. Mà cái này không sao anh em nhé. Sau này thì nguyên rễ này thì nó không sống được cái cành cây. Đã chết đi rồi. Sàn ra nữa thôi là được. Cái giáp kia thì nó có một cái bờ gọi là cái móng viên gạch lục giác.
thẻ nó đi. Ok nhá. Rồi đến cái đoạn trên này. Nó hơi thiếu đất thì mình sẽ lại dồn về đó. Thiếu đất ở cái góc này này. Cho sau này các cô ấy gọn đi sau. Thôi cái video của mình cũng rất là dài rồi. Ra là mình xin kết thúc cái video đây thôi. Bởi vì là công trình này mình còn làm ra cái tít tầng phía ngoài này nữa. Mình sẽ có thêm video cho anh em nữa nhé các bác nhé. Xin thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả. Đó, anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment cái ý kiến của các bác ở bên dưới cái video này. Ok, và chào mọi người nhá. Đoạn ngoài này thì nó còn đi lại rất là xa cả. Thôi chào anh em nhá.